Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Các chính phủ độc tài luôn tìm cách đàn áp phóng viên lưu vong. AFP tiếng Việt ngày 6 tháng 12 loan tin, đàn áp xuyên biên giới, các chính phủ độc tài cố gắng bịt miệng các phóng viên, bao gồm cả Việt Nam. AFP dẫn báo cáo của tổ chức Freedom House công bố ngày 6 tháng 12, blogger Đường Văn Thái là một trong hơn 100 nhà báo lưu vong trên toàn cầu, trở thành nạn nhân của đàn áp xuyên biên giới, thực hiện bởi chính phủ của những quốc gia mà họ ra đi. Từ năm 2014 đến năm 2023, Freedom House ghi nhận 112 vụ đàn áp xuyên quốc gia chống lại các nhà báo được thực hiện bởi 26 chính phủ. Con số này chỉ là một phần của hiện tượng vì nhiều vụ đàn áp không được báo cáo hoặc khó xác minh. Hình ảnh bài trên AFP. Về trường hợp của blogger Đường Văn Thái, còn được biết với tên Thái Văn Đường, Freedom House viết, một blogger người Việt đăng những bình luận chỉ trích chế độ độc đảng của nước này đã biến mất khỏi đường phố Bangkok và xuất hiện trở lại trong một nhà tù ở Hà Nội. AFP cho biết, ông Đường Văn Thái, một người thường hay đưa tin về tham nhũng và đấu đá nội bộ giữa các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cả trung ương và địa phương, trên YouTube và Facebook, đã phải sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018. Ông được Văn phòng Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cấp thẻ quy chế tị nạn và đã được phỏng vấn đi định cư ở một nước thứ ba vào giữa tháng 4. Vài ngày sau, ông bị mất tích ở gần nhà trọ Thayaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Vào ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ một người tên Đường Văn Thái khi người này xâm nhập vào tỉnh này từ Lào. Hơn 3 tháng sau, Bộ Công an tuyên bố giam giữ Đường Văn Thái để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Vẫn AFP cho hay, Công an hiện đang giam giữ ông Thái ở trại tạm giam B14, Thanh Trì, Hà Nội, cho dù đã hết thời hạn tạm giam 4 tháng và không thông báo gia hạn tạm giam cho gia đình. Hình ảnh blogger Đường Văn Thái, người bị Công an Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đem về Việt Nam. AFP dẫn lời ông Trần Duy Chiến, một người tị nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2019 và thường xuyên đưa tin về tình hình Việt Nam trên YouTube và Facebook, cho biết, khi chúng tôi bước sang Thái Lan, chúng tôi lên tiếng một cách mạnh mẽ, thì họ sẽ cắt cử an ninh. Thì họ có thể cắt cử an ninh và mật vụ và tổng cục tình báo của họ qua để họ có thể nằm vùng làm gián điệp tại Thái Lan và tìm kiếm những người mà lên tiếng thì họ làm đủ mọi cách để bắt cóc đem về Việt Nam, giao cho cơ quan an ninh mật vụ tại Việt Nam. Nguy cơ đó lúc nào cũng tiềm tàng và hiện hữu đối với những người đang lên tiếng tại Thái Lan. Tôi là một Facebooker, một YouTuber và là một người viết báo. Trước vụ Thái Văn Đường thì tôi còn ra ngoài đường ngồi livestream. Nhưng từ khi nổ ra vụ việc an ninh cộng sản bước qua bên Thái Lan để bắt Đường Văn Thái, tôi không hề dám bước chân ra ngoài đường. Ông Chiến cũng nhắc lại trường hợp của nhà báo Trương Duy Nhất, blogger của AFP, đã bị bắt cóc ở Bangkok khi vừa nộp đơn xin tị nạn lên văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Ông bị đưa về Việt Nam và sau đó bị kết án 10 năm tù giam về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo AFP, chính phủ của nhiều quốc gia đang áp dụng các chiến thuật đàn áp vượt xa biên giới của chính họ để đối phó với những nhà báo lưu vong, những người đang cố gắng vạch trần tham nhũng, tội phạm, vi phạm nhân quyền và các hành vi lạm dụng khác ở cố quốc. Freedom House cho biết có ít nhất 26 chính phủ, bao gồm Belarus, Campuchia, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Nga và Ả Rập Xê Út, đã nhắm mục tiêu vào các nhà báo ở nước ngoài bằng sự đàn áp xuyên quốc gia, khiến cho sự an toàn và công việc của họ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Các chính phủ độc tài luôn tìm cách đàn áp phóng viên lưu vong. Chùa Khmer Krom ở Vĩnh Long bị sách nhiễu. Ngày 5 tháng 12, AFP tiếng Việt có bài Chùa Đại Thọ vẫn tụ tập bình thường dù chính quyền khai trừ sư trụ trì ra khỏi giáo hội. AFP cho hay, mọi sinh hoạt tôn giáo tụ tập ở chùa Đại Thọ, ngôi chùa Khmer Krom ở huyện Tam Bình, Vĩnh Long, vẫn diễn ra một cách bình thường dù chính quyền có động thái loại sư trụ trì Thạch Chandara ra khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm 4 tháng 12, báo chí nhà nước đưa tin về buổi họp, thông báo về việc
không công nhận tư cách thành viên đối với sư trụ trì ngôi chùa cổ của người Khmer Krom bản địa. Lý do là sư Thạch Chandara bị cho là có các hành động vi phạm nghiêm trọng giới luật, giáo luật, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. AFA dẫn lời sư Dương Khải, người bảo vệ an ninh di sản của chùa Đại Thọ, nói, theo sư nghĩ, do mình không theo họ nên họ trục xuất, thì đó là quyền của họ. Còn mình tu theo chân truyền, theo giáo lý, giáo luật của Đức Phật, theo quyền tự do tôn giáo thì cứ tự nhiên mà sinh hoạt. Hình ảnh bài trên AFA. Hơn một năm trước, các Phật tử ở địa phương đã bầu sư Thạch Chandara lên để thay thế cho sư trụ trì Thạch Sơn, do họ cho rằng vị sư này đã cấu kết với chính quyền để cưa cây sao hơn 700 năm tuổi ở khu viên chùa, đại diện cho di sản của người Khmer Krom. Cũng theo sư Dương Khải, sau vụ việc đó, ngôi chùa này thường xuyên bị những người mặc thường phục đe dọa, xe ba gác của các sư dùng để đi khất thực thì bị chính quyền tịch thu. Cùng với các động thái dọa nạt cha mẹ của các sư đang tu học tại chùa để đưa con em của mình về nhà. Theo báo Tuổi Trẻ chiều ngày 22 tháng 11, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ cùng hai Phật tử đại diện cho người dân địa phương đến chùa Đại Thọ liên hệ làm việc. Nhưng sau khi tổ công tác vào trong khu viên chùa thì bị khóa cổng và bị khống chế, bị hành hung gây thương tích, đồng thời đưa các thành viên trong tổ công tác vào chánh điện khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài. Tuy nhiên, theo sư Dương Khải thì đoàn công tác này tự ý đi vào trong chùa mà không báo trước. Hơn nữa, họ còn tạo ra va chạm để công an lấy điện thoại của sư trụ trì. Lúc đó sư trụ trì té ngã nên họ đá điện thoại trúng ngón tay của sư trụ trì, làm chảy máu, đầu gối khi bị té cũng bị trầy. Rồi sư mới kéo những người bên chính quyền lên chánh điện để xin lỗi theo phong tục ngày xưa. Hình ảnh chùa Đại Thọ tại tỉnh Vĩnh Long. Theo AFA, một đoạn video hơn 10 phút mà người dân địa phương cung cấp quay lại thời điểm xảy ra sự việc, cho thấy các sư sải mặc áo thun theo hệ phái Nam Tông, cầm gậy gộc bảo vệ phía trong sân chùa. Phía bên ngoài có khoảng hơn 20 người mặc thường phục đe dọa, chửi bới, đạp cửa chùa. Báo nhà nước cho biết đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thông qua công tác tuyên truyền vận động, các thành viên tổ công tác mới được thả ra, mà không đề cập gì đến sự việc những người mặc thường phục này đã đập phá cổng chùa, chửi bới các nhà sư. Về buổi lễ thông báo khai trừ tư cách thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Thạch Chandara diễn ra vào ngày 4 tháng 12, sư Dương Khải cho biết có một vị sư người Khmer Krom tu ở chùa Kỳ Son đã đứng lên phát biểu ngược lại với những tuyên bố của chính quyền thì bị tắt micro. Một vị sư của Giáo hội Phật giáo đề nghị gửi văn bản chứ không trả lời tại chỗ. Theo ban tiếng Khmer của AFA, sư Thạch Chandara đã đi ngược lại với mong muốn của chính quyền địa phương khi tiếp đón các nhà hoạt động Khmer Krom như sư Dương Khải tại chùa Đại Thọ. Sư Thạch Chandara nói với AFA rằng ông lo ngại cho sự an toàn của Phật tử Khmer Krom tại tỉnh Vĩnh Long và không biết tương lai của Phật giáo và văn hóa bản địa Khmer Krom của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Gần 1,3 triệu người Khmer Krom đang sinh sống ở một vùng đất của Việt Nam, từng là đông nam của Campuchia. Họ đã và đang phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận, hội họp và đi lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Chùa Khmer Krom ở Vĩnh Long bị sách nhiễu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d